Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn ơi. Hôm nay mình đến vườn của anh Kiệt các bạn. Anh có cho lưu khoảng hai mấy gốc mai thành phẩm. Mình thấy tàn tán rồi kia rồi đầy đủ các bạn. Rất là đẹp nha. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem một số gốc. Rồi anh em nào mà tham khảo mà thấy ưng ý thì có thể liên hệ với anh Kiệt để mình giao lưu với ảnh các bạn. Số điện thoại của anh Kiệt thì mình để trên phần tiêu đề. Vườn mình hôm nay mình giao lưu khoảng bao nhiêu gốc anh Kiệt? Dạ. À, anh nói cho các bạn biết mình địa chỉ cụ thể ở đây là ở đâu anh? Ở đây là số 24A, đường số 10, khu phố Bến Đò, phường Long Bình, quận 9. Dạ, ok anh ơi. Đây bạn. Ảnh giao lưu khoảng hai mấy gốc các bạn. Giờ mình quay từ từ cho các bạn xem. Đây là gốc đầu tiên các bạn. Gốc này mình thấy cái phong tàn đẹp nha. Cái này chiều cao khoảng nhiêu anh Kiệt? Mình đo cho nó nha. Đo dạ. Từ mặt chậu lên ha. Dạ. Đo từ mặt chậu lên thì nó khoảng 1m6 á. 1m6 anh. À. Cái tàn ngang nó khoảng nhiêu anh? Tàn ngang để coi, tàn ngang một mét 25 đi. Dạ. Mét 25 nha. Đây các bạn quay cái tàn tán cho các bạn xem nha. Ok, anh tạo thành phẩm nè. Cái cây này mình vô chậu nằm thừng là khoảng bao nhiêu năm rồi anh? Nay là cũng khoảng là 5 năm rồi. 5 năm anh. Vườn mình thì cái mấy cái gốc mai này mình mai nguyên thủy hay zin hay là mình ghép bông khác hả anh? Đây là mai ghép. Ghép cái bông gì anh? Mà dảo ơi. Dảo thủ đức hay là mình dảo lá gai anh? Dảo lá gai. Dạo lá gai à. Dạo nó gai bông rất là đẹp các bạn nè. Lá nó to. Gai. To hả anh? 9 12 cánh hay sao anh? 8 đến 12 cánh. Một cốt các bạn. Coi như là cốt chuẩn hết rồi á. À, anh nhạo cốt cành chuẩn các bạn, bằng ngón cái vậy mà. Lớn rồi nha. Anh nói là năm số năm hả anh? Mấy năm anh? 5 năm. 5 năm các bạn, 5 năm là cốt cành lớn rồi nha. Anh đo thử cái gốc cái số hoành này khoảng bao nhiêu anh cho các bạn xem ơi. Mình sẽ quay chung chung một số gốc các bạn. Bự nhỏ, bự có lớn có nhỏ có các bạn cho anh em xem cho nó cụ thể. Đây đo là nó khoảng 24 nè. Dạ. Hôm nay thì 24 quạnh hả anh? Đó. Rồi ok 25 rồi 25 các bạn 25. Ơi. Bất thình lình thì không có thước dây bằng dây các bạn. Này anh chế lại cái thước sắt anh em thông cảm nha. Mình cũng vẫn đo chính xác cái con số quạnh cho các bạn xem các bạn. Dạ, chiều cao khoảng nhiêu anh Kiệt? 1m1. Đó thì khá đẹp các bạn. Đây. 1m1 anh. Cái tàn ngang nó khoảng nhiêu anh kìa? Dạ. 1m1 luôn anh. Cây này rất đẹp các bạn. Nó thân đều đặn luôn. Đặc biệt mình thấy cái thân nó rất là nâng cây các bạn. Đế đẹp, củ nở luôn. Cái này mình ghép cái bông gì anh? Dảo gai luôn. Dảo gai ha. Bông to. Cây dảo gai rất là đẹp bạn. Bông to kìa. Đây bạn, quay cái thân cho bạn xem. Đế đều hết. Đế đặc luôn. Cây này chơi bông là rất là đẹp các bạn. Có chậu sẵn rồi. Cái này cái lô này thì ảnh thường chậu được 5 năm rồi các bạn. Em nhờ anh Kiệt anh đo này, em có xúc hoành này khoảng bao nhiêu anh Kiệt? Anh đo và anh đo luôn cái củ luôn dưới luôn à. Ở trên phía trên đó 48 hoành. Ờ anh đo xích trên đây đây bao nhiêu anh? 36 35 đi. Dạ, 35, tính 35 coi. Anh đo cái cũ nè coi anh. Dòng anh cũ nè. Cũng khó đo các bạn, anh em thông cảm nha. 58 đi. 58 mình đâu có gá các bạn, cái dòng cũ 58. Rất là nhiều bạn nè, số lượng nhiều lắm nha, khoảng hai mấy gốc nhưng mà thấy đều hết các bạn. Hoành là trên 22 trở lên, chứ không dưới nha các bạn. Anh em đến thực tế bên ngoài anh em xem là rất là ok nha. Cây nói chung là thành phẩm rồi, về là chơi thôi. Tất cả giao lưu được là đều tặng chậu cho anh em hết. Đây. Vô trung quanh ở đây ngoài cho các bạn xem. Cái này chiều cao mỗi gốc chắc cũng khoảng một mấy hết trở lên chứ đâu có dưới anh. Cây. Cây này nó là 1m3 nè. Cái này mình tạo tàn thông hay là tàn gì anh? Tàn thông á. Tàn thông á. Thông hết là giúp tàn thông hết. Đây các bạn. Một cốt mà ở trên ảnh lắc lượng các bạn thấy nè, nó nhạo từ nhỏ nè, tròn tròn cuộn cuộn luôn nè, tàn rất là đẹp nha. Tất cả các cây chiều ngang thì mà nó cũng khoảng một con mấy trở lên hả anh, đâu có lô này khoảng hai mấy gốc mà anh sắp hàng sẵn rồi nè, đều hết. Cái này nếu mình giao lưu, ví dụ mà anh em nào mà giao lưu khoảng 5 gốc, 2 gốc, 3 gốc gì đó mình có giao lưu không anh hay sao anh? Nói chung là cũng
nếu mà giao lưu mà ít này thì mình phải phân loại ra nó nhiều giá đó. Dạ. Còn nếu mà chung chung đó, thì mình kêu nó chung một giá vậy. Dạ. À. Đa số là vậy các bạn. Quanh nói chung là từ khoảng 20 mấy trở lên phải không anh? Hồi nãy đo 25. Dạ. Có gốc nào lớn không anh? Khoảng tầm khoảng 20 mấy 30 hả anh? Đâu có gốc nào dưới 20 phải không anh? Không có dưới 20 đâu. Đây bạn, đặc biệt gốc này rất đẹp bạn. Cốt cành đo thử gốc này coi em xem anh. Mà tương đối rồi chứ cũng không đẹp lắm. Dạ. 23, 22. Dạ, 22 các bạn ơi. Đây. Cốt cành anh tạo đều hết nha, mấy cái tàn này nè. Tàn tán ok nè. Làm ghép toàn là dảo lá gai hay không hay là sao anh? Hay còn cái loại khác nữa không? Có dảo gai không? Không có zin nữa anh. Không có zin. Dạ. Rất là nhiều các bạn ơi. Cái này mình thấy có đo kìm lựa một số gốc và gốc lớn nhỏ cho các bạn xem. Cái này nè bạn. Cái này giống văn long quá anh. Cái thân đó. Dạ, gọi anh đo em thử gốc này khoảng nhiêu anh? Cái lô này thì anh em ảnh giao lưu với anh em là hai mấy gốc nè các bạn. Gọi anh em nào mà này là 23 nè. 23 quành. Gọi anh em nào mà giao lưu lựa một gốc cũng giao lưu luôn các bạn, nhưng mà tùy theo giá nha. Anh em giao lưu càng nhiều thì giá sẽ càng hữu nghị các bạn. Gọi anh em lựa từ gốc thì giá sẽ khác nha. Mỗi gốc thì nó có giá trị khác nhau. Đây là gốc này không. Cái lô này là giao lưu khoảng 20 cây đi. Dạ, 20 cây ha anh. Hai mấy cây nhưng mà mình chọn ra khoảng 20 đi. Đây các bạn. Anh chăm sóc rất là kỹ các bạn. Lá xanh mượt luôn nè. Cái này giống cái phong tàn dụ các bạn. Một cốt luôn, cốt cành đều hết. Đo thử cái gốc này hoành như anh, thấy củ nở được các bạn. Gốc này chắc đế đẹp ha. 23. 23 ha anh. Gốc này mình có không anh? Có chung lô luôn ha. Thì chung lô luôn, nó nằm trong hàng là chung lô luôn. Một cốt rất đẹp luôn. Mặt phong anh em yên tâm nha. Cái lô này ảnh thần chậu được 5 năm rồi. Cốt cành nói chung là bằng ngón tay cái cho lên các bạn. Cốt cành lực nha. Rất là đẹp. Lô này anh em nào mà nhà mình không được rộng á, mình giao lưu về mình chơi bông Tết là rất là ok nha. Quốc một cặp bạn, nó cũng không có chiếm vị trí nhiều các bạn. Đây nè. Cây rất là đẹp. Quay cốt cảnh trong cho các bạn xem. Một cốt. Cái này ví dụ mình giao lưu được, mình có tặng chậu cho anh em luôn không anh hay sao anh? Thì giao chậu luôn á. Dạ, tặng chậu luôn ha. Dạ, tất cả các cây đều tặng chậu hết cho anh em nha các bạn. Đây nè. Xíu bên đây nè. Tàn không hết rồi. Tàn rất là đẹp các bạn. Đa số cây nào cũng thành phẩm đó. Mấy cái nhôm này mình chừng nào mình mới gỡ ra nè anh Kiệt? Sáu này gỡ ra là quấn lại thêm một lần nữa. Dạ, mình vô nước nữa ha anh. Vô nước. Này mới có làm sơ. Dạ. Vô nếp hết trơn ha anh. Cây này cũng khá đẹp, anh đo mang có số hoành này các anh. Cây này có hoành cũng lớn rồi bạn. Đa số thì mình thấy nãy giờ anh đo cũng một số gốc cho các bạn xem đó. Hoành là từ 22 trở lên các bạn, không có gốc nào dưới nha. Này là 25 26. 26 26 hoành các anh ơi. Nếu mình anh đo sát chứ là có thể 30 nữa mà. Là anh đo xích trên đó. Tính vậy đi. Dạ. Cái này số lượng nhiều bạn, mình quay chung chung một số nha. Anh em nào thiện chí mình đến tại vườn đi. Cái mình xem thì mình có quay sơ bộ cái hai mấy gốc mai của anh Kiệt cho các bạn xem đó. Cái lô mai này nếu mình giao lưu với anh em là giá bao nhiêu vậy anh Kiệt? Nếu mà giao lưu mà 20 cây là giá khoảng 8 triệu một cây. 8 triệu một cây ha anh. Rồi. Là giá khởi điểm là 8 triệu anh. Mình có bao xếp hay là bớt chi phí gì đó hay là sao cho anh em không anh? Có thể bao xếp. Bao xếp 200 cây hả anh? Rồi. Dạ, vườn rất là nhiều các bạn. Anh em ảnh đưa ra cái giá khởi điểm là 8 triệu một gốc.